Ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Cù Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự. Đồng chí Đinh Công Sứ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,7%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 4.044 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 20 tỷ 313 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương 440 tỷ đồng. Trong lĩnh vực kinh tế đã tiến hành gieo trồng được trên 13.623 ha, trồng rừng được 405 ha, nuôi trồng thủy sản 134 ha đạt 100% kế hoạch. Giá trị công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ước thực hiện trên 594 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị các loại nguồn vốn xây dựng vốn dân dụng ước thực hiện 679 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được chú trọng, lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, nội chính được quan tâm. An ninh quốc phòng được giữ vững ổn định. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng. Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai 17 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng doanh số cho vay đạt hơn 99 tỷ 460 triệu đồng với 3.990 lượt khách hàng vay vốn. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo, y tế, nhà ở, tiền điện, hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã thông qua quyết định về việc ban hành đề án bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển điểm du lịch xóm ngòi, xã ngòi hoa, triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng vùng cao huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2023. Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo thanh tra huyện, phòng tài nguyên môi trường, phòng giáo dục và đào tạo. Ông Bùi Đức Hiển, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ tránh thanh tra huyện. Ông Bùi Văn Hải, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện. Điều động ông Bùi Văn Tệ, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khến bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện. Sau khi nghe báo cáo đề án, đại biểu đã chia tổ thảo luận, đã có 47 ý kiến đề xuất kiến nghị đóng góp vào dự thảo báo cáo tập trung vào vấn đề hỗ trợ nhà ở đối với gia đình có công với cách mạng, đầu tư kinh phí xây dựng cầu vào núi Cột Cờ, xử lý sạt lở tại xã Trung Hòa, xây dựng tuyến đường đi sóng Tỏi, Láo, Phú Vinh, khắc phục tình trạng ngập úng trên quốc lộ 85, quốc lộ 12B tại xã Đông Lai, ra soát lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung thêm các số liệu về an ninh trật tự, đầu tư xây dựng nông thôn mới cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xã về đích, ra soát bổ sung các tiêu chí đạt ở các xã đúng với thực trạng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cù Văn Tinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện biểu dương những kết quả toàn huyện đã đạt được trong những tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn cần ra soát các chỉ tiêu đạt, chưa đạt để tập trung thực hiện, cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Lĩnh vực nông thôn mới thì dứt điểm năm nay thì các đồng chí ở ủy ban ấy, ban chỉ đạo 800 của huyện ấy, cùng với ban chỉ đạo 800 của các xã đấy, thì chúng ta phải tập trung nguồn lực, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là xã hội hóa để làm sao là chúng ta thực hiện cái mục tiêu nông thôn mới, ít nhất là năm nay có một xã là chúng ta về đích nông thôn mới. Nữa là quan tâm đến cái phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là chất lượng các cái công trình chúng ta thực hiện, kể cả là từ vốn ngân sách nhà nước của các chương trình mục tiêu. Liên quan đến cái một cái chỉ tiêu quan trọng đó là rà soát cái hộ nghèo thì các ông chúng ta phải làm cho nó thật là chắc. Liên quan đến các xã là chỉ tiêu nông thôn mới, liên quan đến huyện là cũng là cái chỉ tiêu, cái mục tiêu hạ cái tỷ lệ giảm nghèo nó chúng ta còn 19,8%. Hiện nay chúng ta đã có một cái doanh nghiệp thực hiện cái thu gom rác trên địa bàn, nhưng mà cái phí là các xã cũng khác nhau, xã này khác kia thu khác nhau. Báo cáo như người ngoài phố, trong phố, bên trong thu khác nhau, người làm người không, thì đây là trách nhiệm của các đồng chí ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Thu gom rác ở các xã các đồng chí chính là các đồng chí thực hiện tiêu chí môi trường về nông thôn mới, đúng không ạ? Chúng ta phải làm, chúng ta vận động, phải không? Tổ chức đoàn thể phụ nữ nông dân mặt trận ở đâu, chi bộ ở đâu, trưởng xóm ở đâu, để chúng ta huy động, chúng ta nhân dân, chúng ta làm thế nào, gom vào. Chiều nay thảo luận tại hội trường. Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao
và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Bên cạnh đó, cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong 3 tháng cuối năm, báo cáo kịp thời về ủy ban nhân dân huyện tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới để huy động các nguồn lực xã hội hóa đồng thời với của các hộ gia đình là chúng ta sẽ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trong tiêu chí 17 và ủy ban nhân các xã chỉ đạo các xóm các hộ gia đình là quy hoạch lại khuôn viên của gia đình, bố trí cái chuồng trại là đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường cho nhà mình, cho xóm làng. Đây là một vấn đề mà đề nghị các xã chúng ta phải tập trung vào cái nội dung vậy. Chúng ta đừng có chờ làm đường làm xã thì không cần phải cái việc đó. Việc đó là do huyện sẽ đầu tư bằng nguồn lực nhà nước theo cái chương trình kế hoạch chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân huyện. Từ đây đến hết tháng 12, lãnh đạo ủy ban nhân huyện đã giao cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu cho ủy ban huyện trong việc xây dựng đề cương để lập quy hoạch mà để thổ nhưỡng trên hoàn toàn huyện làm cơ sở căn cứ cho năm 2019 chúng ta lập quy hoạch thổ nhưỡng trên hoàn toàn huyện để chúng ta xác định trong việc là các đơn vị các địa điểm để chúng ta chỉ đạo trong việc phát triển kinh tế hộ địa phương cho cả giai đoạn dài của huyện. Và đây tôi nghĩ rằng là sẽ là cái điều kiện cơ sở quan trọng để các ngành các địa phương chúng ta làm căn cứ để đề xuất để chỉ đạo triển khai thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cũng nhấn mạnh trong thời gian tới ngành chức năng cần tiến hành tập huấn ra soát hộ nghèo, các cơ quan chuyên môn cần chú trọng công tác tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, xây dựng thành lập các tổ hợp tác xã. Đồng chí cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn ra soát lại các báo cáo các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mà chúng ta đã đưa ra.